Đầu năm, tại những nơi tập trung đông người như lễ hội, hội chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, bệnh viện, các đối tượng xấu thường giả dạng khách tham quan, mua sắm, người đi khám bệnh, trà trộn vào đám đông để móc túi, giật dây chuyền, điện thoại và những tài sản có giá trị khác. Thông thường, chúng tổ chức thành nhóm gồm nhiều đối tượng, có sự phân công nhiệm vụ trong quá trình gây án nhằm dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội và tránh bị phát hiện, bắt giữ. Đây là nhóm đối tượng đã thuê xe ô tô từ tỉnh Long An đến hội chợ thương mại Thái Lan, tổ chức tại thành phố Bến Tre, giấy đồ trà trộn vào khu vực đông người để cướp giật tài sản. Tại đây, các đối tượng này đã giàn cảnh giật hai sợi dây chuyền và một nhẫn vàng 18K của hai khách tham quan với trị giá gần 80 triệu đồng rồi tẩu thoát. Sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố Bến Tre đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành xác minh làm rõ. Qua đó, đã bắt được nhóm thủ phạm gây ra hai vụ cướp giật nêu trên, gồm 17 đối tượng ngụ tại tỉnh Sóc Trăng và An Giang. Cầm đầu nhóm này là Tô Thị Bé Bảy, sinh năm 1964, và Nguyễn Công Ngọc, sinh năm 1966, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng. Các đối tượng còn lại trực tiếp thực hiện việc giàn cảnh để cướp giật tài sản. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bến Tre đã khởi tố vụ án, khởi tố tất cả 17 bị can. Thấy như kia giật thì tôi vô sát vô, còn tôi giật thì người ta súng lại sát vô vậy thôi. Những người khác đứng xung quanh. Nhà xung quanh. Mục đích là gì? Là mục đích để chùm để tôi giật. Sau khi giật thì tiền lại cho nhưng mà vợ cò, còn vợ cò mới đưa lại cho ông Bảy. Theo cơ quan chức năng, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này là khi phát hiện khách tham quan mang tài sản có giá trị cao, bọn chúng liền dây quanh bị hại, tạo cảnh đông người, chen lấn để móc túi hoặc ra tay cướp giật, rồi nhanh chóng truyền tay cho đối tượng khác. Nếu bị hại phát hiện, truy đuổi, sẽ bị những tên còn lại cản đường, tạo điều kiện cho đồng bọn tẩu thoát. Để yên tâm mua sắm và vui chơi giải trí ở trong các lễ hội hay là đến các chợ siêu thị, thì người dân chúng ta khi đến đó không nên đeo trang sức, đặc biệt là dây chuyền. Đối với khi mà chúng ta đeo rồi thì nên mặc áo khoác trùm kín lại để tránh bị đối tượng phát hiện. Thứ hai, đối với tài sản khác như điện thoại di động hay là tiền thì chúng ta nên để trong túi sách hoặc khóa kín lại, hoặc nếu để trong túi quần thì có gài kim lại để không bị phát hiện. Trường hợp mà khi đối tượng đã gây án thì chúng ta phải kịp thời bình tĩnh và truy hô để các lực lượng chức năng ở xung quanh bao vây hỗ trợ truy bắt đối tượng. Tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản thường tập trung ở nơi đông người, nhất là các lễ hội, hội chợ. Do đó, công tác rà soát, sàng lọc nhằm phòng ngừa răn đe gặp nhiều khó khăn, nên nhiều đối tượng xấu vẫn có thể trà trộn vào để hoạt động. Vì vậy, mọi người khi đến những nơi tập trung đông người cần thực hiện tốt khuyến cáo của cơ quan công an để đảm bảo an toàn cho bản thân và tài sản của mình.